Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Craft Logistics. Bạn có phải là một người không giỏi nói những lời ngọt ngào, bạn không giỏi ghi email, nhưng cuộc đời lại đưa đẩy bạn làm nhân viên chứng từ hoặc là nhân viên chăm sóc khách hàng? Với một ít kinh nghiệm của mình trong việc tiếp xúc với khách hàng, mình mong rằng những chia sẻ sau đây của mình sẽ phần nào giúp ích cho các bạn. Và không để các bạn chờ lâu nữa, tụi mình cùng vào video nha. À quên, trước đó hãy like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình nha. Trong lĩnh vực Logistics, việc duy trì kết nối với khách hàng là vô cùng quan trọng vì cả mình và khách đều làm việc qua email và chúng ta cần phải giữ liên lạc với khách để khách xác nhận nhiều tài liệu cũng như là cần sự giúp đỡ của họ trong nhiều trường hợp vô cùng gấp, vô cùng urgent để tránh phát sinh chi phí. Mình nghĩ là trong bất kỳ công việc nào mà tiếp xúc với khách hàng á, chắc chắn là không thể tránh khỏi việc bị khách phàn nàn, khách giận đúng không ạ? Và trong Logistics, điều này cũng không ngoại lệ. Điều này cũng rất dễ hiểu. Vì trong quá trình vận chuyển một lô hàng sẽ có rất nhiều thứ không lường trước được xảy ra như là thời tiết xấu, chiến tranh, tắc nghẽn cảng. Những điều mà mình vừa nhắc đến có thể khiến thời gian di chuyển của một shipment từ Trung Quốc về Mỹ từ 15 ngày nó có thể kéo dài đến 3 tháng mới về đến cảng của Mỹ và còn phải tốn thêm một vài ngày nữa nó mới vào được terminal và đợi lót hàng xuống. Do đó, việc khách hàng khó chịu là một điều không thể tránh khỏi khi chúng ta làm trong ngành này. Trong Logistics, email chính là một cầu nối quan trọng và có thể nói đó là duy nhất giúp ta kết nối và làm dịu lòng khách hàng. Có những shipment mình gửi cho khách đến hơn 20 email nhưng không nhận được phản hồi nào. Tuy nhiên, sau khi mình đổi cách ghi email thì họ đã phản hồi ngay lập tức. Nên mình nghĩ là những chia sẻ của mình trong video hôm nay sẽ có ích cho các bạn. Và mình cũng mong nhận được thêm những góp ý của mọi người. Do đó hãy comment bên dưới để tụi mình biết nha. Mình sẽ phân bổ đoạn email gửi cho khách thành 5 câu và tụi mình sẽ đi vào phân tích từng câu cho dễ hiểu nha. Phần 1 là phần xưng hô, phần 2 là phần câu chào hỏi đầu tiên, phần 3 là câu xin lỗi cùng với nguyên nhân của sự cố, phần 4 đưa ra giải pháp và phần 5 là câu kết thúc. Về phần xưng hô, cho dù bạn và khách hàng đã từng hợp tác với nhau rất là nhiều lần và cho dù khách hàng của bạn là một người dễ tính, nhưng trong những trường hợp nghiêm túc và khẩn cấp thì chúng ta vẫn hãy nên dùng dear hoặc là good morning nếu như bạn gửi mail cho khách vào sáng sớm. Về câu chào hỏi đầu tiên, phần này có thể nhiều bạn nghĩ là không cần thiết, nhưng Linh thấy nó rất là quan trọng. Ông bà ta thường bảo là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đúng không mọi người? Do đó, chúng ta không cần ghi dài dòng, chỉ cần một câu ngắn gọn nhưng tạo cảm giác vui vẻ, thân thiện. Điều đó chắc chắn sẽ làm tăng độ thiện cảm của chúng ta trong mắt khách hàng. Và dưới đây là một số câu mà bạn có thể sử dụng. Hope you are doing good. Hope you have a nice day. Hope you had a sweet weekend. Câu xin lỗi cùng với nguyên nhân của sự cố. I am so sorry to tell you that, cùng với nguyên nhân. Nếu như tàu của bạn bị delay, bạn có thể ghi là your shipment has been delayed with the new ETA off. Nếu như shipment của bạn bị đổi POL, due to heavily overbooking, this container rolled to the second vessel in Hải Phòng. Và đừng quên thêm vào một câu để khách hàng hiểu là những lý do trên nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. We apologize for the inconvenience this caused you and hope you can understand because this is out of our hands. Hoặc là we cannot guarantee a sailing schedule as this is out of our hands. Và đưa ra giải pháp. Chắc chắn chúng ta cần phải đưa ra một giải pháp cho các vấn đề khiến khách hàng khó chịu để xoa dịu họ. Nếu như shipment của bạn đến trễ, bạn có thể bảo là we are aware of the issue that you are experiencing these days. Since the vessels are delayed more than usual, we will keep you updated on the ETA throughout the process. Hoặc là, we are making every attempt to have your shipment arrive as soon as possible so that you suffer the least amount of loss possible. To be more clear, I will reach out to both our team from overseas and must for the reason for the delayed ETA and revert to you once they give me the confirmation. Câu kết thúc. Hãy kết thúc đoạn email của bạn bằng cách thể hiện mình luôn ở đây khi khách cần và mình sẽ luôn cùng họ vượt qua mọi khó khăn. Bạn có thể diễn tả điều đó như sau. Once again, I can understand your feelings right now. Since I feel really bad for all the inconvenience that this delay has caused you, I will support you to the best of my ability. Please let me know if you need further help. Thank you for being so patient. Và hãy thêm các câu như I really appreciate your warm support. Cuối cùng là câu cảm ơn. Về công cụ hỗ trợ, nếu như bạn cũng làm việc với khách hàng nước ngoài mỗi ngày, thì dưới đây là hai ứng dụng tiếng Anh mình thấy bổ ích và có thể giúp chúng ta giao tiếp tốt hơn với họ. Grammarly,
website này sẽ giúp kiểm tra lỗi chính tả trong câu cú của chúng ta. Quillbot, website này sẽ giúp chúng ta viết lại câu tiếng Anh, giúp câu cú và từ ngữ của chúng ta trở nên đa dạng. Theo cảm nhận của mình thì ứng dụng này giúp biến đổi câu của tụi mình giống người bản xứ hơn. Logistics đang dần bước chân vào mùa cao điểm và mình nghĩ rằng các tips nhỏ của mình chia sẻ ở trên sẽ giúp ích cho các bạn. Còn giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video thú vị khác nha!